ngồi nói chuyện với Đức Hồng Y thì Đức Hồng Y mới hỏi tôi là ở Hải Dương ấy kính bao nhiêu thánh, nhưng ngài cũng không thể biết hết được. Thì tôi mới trả lời với ngài, thưa Đức Hồng Y, là có 4 đức thánh, trong đấy có 2 đức cha, 1 cha và 1 thầy già. Ngài mới bảo rằng 4 thánh ở đấy là lưu giữ xương hay là cái gì ở đấy. Thì tôi trả lời, thưa Đức Hồng Y, là pháp trường trong đầu các ngài. Thì ngài đứng bật lên giải là có máu đấy, có máu. Tại sao lại có máu? Vì chém thì đương nhiên đầu có phải thật ra chỉ có tượng gỗ thì không có máu, còn chúng ta đứt tay thì còn có máu mà. Phương chi là chém đầu các ngài ra thì máu lây láng ở tại nơi đây. Thưa quý ông bà và anh chị em, kính thưa đoàn thành hư, hôm nay chúng ta mừng lễ ở tại đền thánh, lễ kính các thánh của đảo Hải Dương và cũng là lễ truyền tin, cho nên chúng ta nghe thầy, nghe cha phụ tá đọc bài tin mừng kể về sự kiện thiên thần Gabriel truyền tin cho Đức Mẹ. Hôm nay cũng là ngày quan thầy của các tu hội truyền tin, có những người dâng mình cho Chúa, các thầy, các anh em, có khi cả một số dòng nữ nhận lễ truyền tin làm quan thầy, gọi là tu hội truyền tin, cho nên ngày hôm nay mừng lễ quan thầy rất là long trọng. Có một số các họ thôi, chứ không phải là các sứ, cũng nhận là sự kiện tổng lãnh thiên thần Gabriel truyền tin cho Đức Mẹ để làm quan thầy của họ mình, nhưng mà không có nhiều. Ngày hôm nay các giáo họ ấy cũng mừng quan thầy, ai đến giáo họ truyền tin thì cũng mừng sự kiện tổng lãnh thiên thần Gabriel truyền tin cho Đức Mẹ. Có những giáo họ thì người ta mời về trên về dâng lễ quan thầy rất là long trọng. Nhưng có một điều chắc chắn là nếu mà các họ, các hội đoàn, các dòng tu mà nhận sự kiện truyền tin là quan thầy thì hôm nay chỉ là để tưởng nhớ. Đấy, tưởng nhớ tới sự kiện tổng lãnh thiên thần Gabriel truyền tin cho Đức Mẹ. Còn ngày hôm nay đấy, mà ai đã từng đến Israel thì có thể nhớ lại tại nhà thờ truyền tin ở tại miền Bắc nước Do Thái, cái nơi mà ngày xưa cách đây hơn 2000 năm, đúng vào ngày hôm nay tổng lãnh thiên thần Gabriel truyền tin cho Đức Maria để Đức Mẹ nhận lời và con Thiên Chúa nhập thể xuống thế làm người trong cung lòng Đức Mẹ. Bấy giờ Đức Maria là một thiếu nữ mới có 16 tuổi. Ở tại nhà thờ gọi là Vương Cung Thánh Đường truyền tin ấy, ở trên cao ấy, thì nhìn thấy đi ở phần trên là có một cái nhà thờ, ở phần trên xuống dưới tầng hầm ấy, thì có một cái nhà thờ đấy, cái nhà thờ ở dưới đấy mới là cái nhà mà ngày xưa Đức Mẹ ở. Và ở tại cái chỗ đấy ấy, thì ngày hôm nay, ngày cách đây hơn 2000 năm ấy, thì mẹ Maria gặp tổng lãnh thiên thần Gabriel truyền tin cho Đức Mẹ. Ở tại cái chỗ ấy, ấy có một cái bàn thờ, dưới chân cái bàn thờ thì ghi rõ cái chữ bằng tiếng Latin là tại đây Thiên Chúa xuống thế làm người. Tại cái chỗ này Thiên Chúa xuống thế làm người. Ai mà đến đấy đấy mà quỳ cầu nguyện đấy thì bao giờ cũng cảm thấy sốt sáng hơn các chỗ khác mà các nhà thờ khác nhận sự kiện truyền tin làm quan thầy. Là bởi vì ở tại đấy mẹ Maria đã từng sống, tại đấy mẹ Maria mới 16 tuổi được gặp sự kiện tổng lãnh thiên thần Gabriel hiện ra và truyền tin cho mẹ. Cho nên cái sự kiện ở các tại cái chỗ đấy nó khác tất cả các chỗ trên thế giới. Giống như ở tại giáo xứ Kẻ Sạt ấy có đền thánh An Tôn, bởi vì nhận thánh An Tôn làm quan thầy từ khi thành lập giáo xứ thì gọi là giáo xứ Thánh An Tôn. Ai đến với giáo xứ Thánh An Tôn thì đều có thể gặp thánh An Tôn. Nhưng một điều chắc chắn ấy, là có rất nhiều nhà thờ và rất nhiều đền kính thánh An Tôn ở tại Việt Nam và trên khắp thế giới. Nhưng ai có điều kiện đến nước Ý, đến miền Trung của nước Ý, ở tại cái thành phố Padova, nơi mà thánh An Tôn sống những ngày cuối cùng, và ở tại đó ngài qua đời, và người ta xây dựng một vương cung thánh đường rất lớn để kính thánh An Tôn, gọi là thánh An Tôn Padova, tức là thành phố Padova giống như thành phố Hải Dương. Và trong cái ngôi vương cung thánh đường ấy còn lưu giữ cái lưỡi của thánh An Tôn, thì ai đến tận nơi ấy mới cảm thấy xôn xao. Đấy, những cái nơi mà tưởng nhớ đến thì đã là tốt rồi, nhưng mà đến tận nơi mà chính nơi các ngài đã từng sống thì đương nhiên cảm thấy khác lắm, bảo là một trời một vực thì cũng có lẽ đúng. Ai mà có điều kiện vào hôm nay ở miền Nam ấy, thì đi từ nhà thờ Kẻ Sạt đi xuôi về phía Sài Gòn chỉ khoảng độ chục cây thôi, thì đến nhà thờ của giáo xứ Hải Dương
ở tại đấy họ cũng tôn kính bốn thánh tử hiện nay. Và vào ngày mùng 6 tháng 11 dương lịch hàng năm đấy, thì họ đều có lễ tam nhật mừng kính các thánh tử vị đạo Hải Dương rất là sốt sáng, bởi vì giáo dân ở vùng đấy rất là đông, cho nên là có 3 ngày lễ, có 3 đức cha về để cử hành lễ mừng bốn thánh tử vị đạo Hải Dương. Ai đến đấy cũng có thể gặp các thánh tử vị đạo Hải Dương. Và ở tại nhà thờ Hải Dương ở hôm nay đấy, thì còn lưu giữ xương các thánh tử vị đạo. Nhưng mà giữa đây với đây thì cũng khác nhau một trời một vực. Đấy, kính thưa quý ông bà anh chị em, bởi vì đấy mới chỉ là cái nơi mà lưu giữ xương các thánh tử vị đạo Hải Dương. Thì xương các thánh tử vị đạo Hải Dương trong khắp giáo phận đã được lưu giữ ở rất nhiều các nhà thờ, rất nhiều các nhà thờ. Còn ở đây ấy, không phải chỉ là nơi lưu giữ xương các thánh tử vị đạo, nhưng mà ở tại đây ấy, thì có máu các thánh tử vị đạo Hải Dương. Hôm cách đây chục hôm tôi mời Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn về để dâng lễ kính lòng thương xót Chúa vào Chủ nhật thứ hai sau lễ phục sinh, tức là đúng một tuần sau lễ phục sinh thì 9:30 sáng Chủ nhật, Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn sẽ về để chủ sự thánh lễ kính lòng thương xót Chúa, vì đây là nhà nguyện kính lòng thương xót Chúa của giáo phận, cho nên mời Đức Hồng Y về để chủ sự thánh lễ. Ngồi nói chuyện với Đức Hồng Y thì Đức Hồng Y mới hỏi tôi là ở Hải Dương ấy, kính bao nhiêu thánh, ngài cũng không thể biết hết được. Thì tôi mới trả lời với ngài, thưa Đức Hồng Y, là có 4 đức thánh, trong đấy có 2 đức cha, 1 cha và 1 thầy già. Ngài mới bảo rằng 4 thánh ở đấy là lưu giữ xương hay là cái gì ở đấy. Thì tôi trả lời, thưa Đức Hồng Y, là pháp trường trong đầu các ngài. Thì ngài đứng bật lên ngài là có máu đấy, có máu. Tại sao lại có máu? Vì chém thì đương nhiên đầu tôi mới thức ra. Chỉ có tượng gỗ thì không có máu, còn chúng ta đứt tay thì còn có máu mà. Phương chi là chém đầu các ngài ra thì máu lây láng ở tại nơi đây. Chính vì thế mà kính thưa quý ông bà và anh chị em và đoàn hành hương, khi chúng ta đến tham dự thánh lễ, chúng ta làm các việc đạo đức, như là trong buổi chay thánh thì chúng ta vẫn làm việc đạo đức thường xuyên theo như truyền thống của địa phận dòng, đó là chúng ta suy ngẫm sự thương khó của Chúa khi có các ông, các cụ, các ông và các anh lên để nắm đứng. Chúng ta cùng với các bà, các chị để tham thông công, dâng hàng. Rồi có những giáo xứ tổ chức đi đảng thánh giá trọng thể trong mùa chay thánh. Giáo xứ Hải Dương, giáo xứ Kim Lai cũng như là bà con giáo dân của giáo xứ Kẻ Sạt không phải ngày hôm nay mới nắm, không phải ngày hôm nay mới dâng hàng. Nhưng mà vào mùa chay thánh thì năm nào chúng ta cũng ngắm, cũng suy ngắm sự thương khó của Chúa, cũng dâng hàng. Nhưng mà khi chúng ta đến đây để dâng hàng, để ngắm và nghe suy ngắm sự thương khó của Chúa thì cũng khác nhau một trời một vực, khác nhau một trời một vực. Tại làm sao? Là bởi vì ở tại đây có bốn thánh tử vị đạo Hải Dương. Ngày hôm nay quý ông bà và anh chị em đến tham dự thánh lễ tối thứ hai và trước thánh lễ trong mùa chay thì chúng ta tham dự nghe suy ngẫm sự thương xót của Chúa và hiệp thông thông công dâng hàng. Đã có 2 tuần trôi qua, một tuần do giáo xứ Kim Lai phụ trách và tuần vừa qua là giáo xứ Hải Dương, chúng ta đến thông công ngắm. 2 giáo xứ đều tổ chức ngắm 10 ngắm và dâng hàng, và khoảng độ 7:15, 7:20 hay 7:30 thì chúng ta cùng nhau dâng thánh lễ. Hôm nay chúng ta dự lễ muộn hơn một chút thì xin quý ông bà và anh chị em giáo xứ Hải Dương và giáo xứ Kim Lai cũng như di dân chúng ta cũng thông cảm, là bởi vì cái nguyện vọng của bà con giáo dân của giáo xứ Kẻ Sạt, đặc biệt là hàng khu của khu hạng và 35 chị em hội dâng hàng đã muốn đến đây để dâng lên Chúa những tâm tình trong mùa chay thánh và muốn ngắm đủ cả 15 năm. Vì thế thời gian nó kéo dài, chúng tôi đã bắt đầu từ lúc 4:30 đấy, 4:30 cho đến chúng ta thấy khoảng độ 7:30 thì mới thấy gần như xong. Bắt đầu là 7:30 là bắt đầu dâng hàng đấy, từ ngắm đấy thì từ 4:30 cho đến 7:30. Hỏi là ban ngắm hàng khu hàng giáo xứ Kẻ Sạt đến ngắm đủ 15 năm, ngắm sống từ lúc 4:30 thì có ai nghe lắm. Thưa tôi ra từ đầu thì cũng vắng lắm, mà tôi cũng nói nhà thờ Hải Dương là thông báo là giáo xứ Kẻ Sạt là khu hạ ban ngắm muốn đến để không ngắm ở tại đền thánh từ lúc 4:00. Quý ông bà và anh chị em ai có thể đi được thì cố gắng đi,
chúng ta là những người lao động thì không thể về hiện sớm để đi nghe nhục ngắm. Những người nhiều tuổi thì đã không ngồi được lâu. Nhưng mà ai mà không công được thì cũng cố gắng thì cũng được vài ba chục các cụ công các bà cũng đến thông công nóng từ sớm. Nhưng mà đến đây ngắm đấy thì đành rằng có người thông công ấy, thì sốt sáng. Nhưng mà đến đây ngắm ấy, thì theo như tôi ấy, là để cho bốn thánh từ vị đạo nghe. Bốn thánh từ vị đạo nghe là bởi vì hai đức cha, một cha và thầy Giuse Nguyễn Duy Khang đánh phúc từ vị đạo năm 1861. Mà các cái nhóm như thế này đã có ở Yên Vân dòng Hải Phòng chúng ta ít nhất từ năm 1666, tức là trước 200 năm đã nắm rồi. Vì thế mà các đấng đấy là bề trên của giáo phận, tức là Đức Cha Liêm là bề trên của giáo phận Hải Phòng, làm sao không biết được đến giáo xứ Hải Dương, giáo họ Kim Phô, Kim Lai, Tân Kim ở trong nội thành Hải Dương, và giáo xứ Kẻ Sạc là một giáo xứ lớn của giáo phận, làm sao mà các ngài không biết? Chắc là các ngài cũng đã đến, cũng đã dâng thánh lễ thăm hỏi giáo dân nhiều lần rồi chứ. Rồi thầy Giuse Nguyễn Duy Khang, còn Đức Cha Vinh và cha Phêrô Amato Bình thì ở giáo phận Bùi Chu, thì Bùi Chu với Hải Phòng ấy, là giáo phận mẹ với giáo phận con cùng cái giọng ngắm. Cho nên khi chúng ta đến đây để thông công ngắm ấy, vừa một phần chúng ta để suy ngắm sự thương khó của Chúa, để lãnh nhận các ơn bởi sự thương khó mà ra, cho nên chắc chắn một điều chúng ta được lãnh nhận ơn. Điều thứ hai, chúng ta cũng muốn đến đây nơi mà có bốn thánh từ vị đạo Hải Dương là bậc cha ông của chúng ta, để trong mùa chay thánh chúng ta ngắm cho các ngài nghe. Đấy, kính thưa các bạn anh chị em, tôi nghĩ ít nhất là Đức Cha Liêm và thầy Khang biết các giọng ngắm, kể cả Hải Dương và kể cả giáo xứ Kẻ Sạc Đan An, Hải Phòng, Sông Bồ, Quảng Ninh, thì theo như tôi nghĩ thì Đức Cha Liêm là ngài rõ lắm. Ở giáo xứ Hải Dương và các giáo xứ khác thì ngắm giọng khác sạch. Đấy, nó ngọc giọng ngắm gì nhưng ngắm ngắn hơn là sao? Khi ngắm bấy nhiêu sự thì nguyện một kinh lạy cha, một kinh thế kinh mừng. Thế đây cái giọng ngắm ở đa phần các nơi ngắm ấy thì nghe nhanh như thế, còn giọng ở sặc ấy thì từng chữ một. Thì khi ngắm bấy nhiêu sự mà ngay cạnh nhà tôi ngày xưa là nhà của bác Gỗ đấy, là nơi mà vào cái chuẩn bị vào mùa thứ khó này là tập trung nhau để tập ngắm đấy. Đấy, làm sao mà mình nghe không quen, là mỗi nơi có một giọng ngắm khác nhau. Cho nên trong những tuần vừa qua đấy, Đức Cha Liêm và cha và thầy Giuse Nguyễn Duy Khang đã nghe giọng ngắm của Kim Lai và giọng ngắm của giáo xứ Hải Dương rồi. Mà ngày hôm nay tôi nghĩ các ngài rất cảm động, gần 200 năm ngài các ngài lãnh phúc từ vị đạo tại đây là 160 năm, thì theo như tôi nghĩ đến hôm nay đấy, có lẽ từ ngày ngài lãnh phúc từ vị đạo mới được lại nghe giọng ngắm của bà con giáo xứ Kẻ Sạc, rất là cảm động. Mình ngắm, mình suy ngắm sự thương khó của Chúa để cho động lòng của Chúa và dung cảm con tim của Đức Mẹ, nhưng mà mình cũng ngắm để cho các đấng thánh từ vị đạo Hải Dương cũng được thông công, thì tôi nghĩ là các ngài rất biết ơn cộng đoàn chúng ta. Giáo xứ Kẻ Sạc là một giáo xứ lớn mà các thánh từ vị đạo Hải Dương, đặc biệt Đức Cha Liêm và thầy Khang rất biết đến. Giáo xứ Kẻ Sạc ngày hôm nay chỉ có một đội thôi, một ban ngắm của một khu thôi. Giáo xứ Kẻ Sạc cũ đấy là bốn khu: khu thượng, khu trung, khu hạ và khu tư, khu bốn. Bây giờ chia thành hai giáo xứ. Hôm nay ban ngắm, ban hành khu
ban hành giáo khu Hạ, ban ngóng chị em đội dâng hạt của hàng khu khu Hạ đến để thông công ngắm là một cái việc rất là đặc biệt và vinh dự. Gần như là mình là người đứng đầu của giáo xứ lớn, là giáo xứ Kẻ Sạt, con ngươi của giáo phận Hải Phòng, mà hôm nay đến đây để ngắm cho các thánh tử tỉnh đạo Hải Dương nghe, đặc biệt là Đức Cha Liêu và thầy Giuse Nguyễn Duy Kha. Tôi nghĩ là có tí ơn lành lòng mà các ngài định ban cho giáo xứ Kẻ Sạt đấy, thì hôm nay hàng khu ban ngắm và những chị em dâng hạt của hàng khu hạ giáo xứ Kẻ Sạt lên lĩnh nhận trước hết. Không phải là khu chúng ta là khu duy nhất biết ngắm và dâng hạt, nhiều ngôi khu cũng ngắm, bốn khu mà. Nhưng mà hôm nay chúng ta đã nhanh chân lên đến đây để chúng ta ngắm trước cho các ngài. Tôi nghĩ là cái đền thờ Thánh Các Thánh Tử Đạo Hải Dương được xây dựng và khánh thành năm 1926-28, khánh thành xây 26, khánh thành năm 28, năm 67 thì bị phá đổ. Không biết được là khi mà đền thánh còn này, vẫn còn, thì có bao giờ các sứ lên đây ngắm hết không? Nhưng mà chắc chắn một điều, từ năm 67 cho đến khi mà đền thánh bị phá đổ bây giờ, chắc chắn là làm gì có sứ họ nào đến đây ngắm đâu. Nhưng mà năm nay vào mùa chay thánh đã bắt đầu có các giáo sứ đến đây ngắm. Và cũng năm nay giáo sứ ở xa đầu tiên đến đây ngắm phải kể đến khu Hạ của giáo sứ Kẻ Sạt. Cho nên cộng đoàn hôm nay hành hương chúng ta nổ một tràng pháo tay để chúc mừng. Mỗi khi bước chân ra đây, tôi đều nhớ đến bốn thánh tử vĩ đại. Và mỗi khi ra đến đền thánh tử vĩ đại thì tôi đều thắp hương xin ơn thánh của thầy Khang. Và vì thế ngày hôm nay đoàn của chúng ta đến là bà con giáo dân trong nội thành di dân, cũng như là đoàn hành hương đến từ khu Hạ của giáo xứ Kẻ Sạt, chúng ta đến đây chúng ta dâng tất cả các tâm tình của chúng ta cho lòng thương xót của Chúa, cho Đức Mẹ nhân ngày lễ truyền tin, và đặc biệt cho bốn thánh tử vĩ đại Hải Dương. Rất nhiều người xin các ơn với tôi cá nhân, chúng ta dâng lên lòng thương xót của Chúa và bốn thánh tử vĩ đại Hải Dương xin nhận lời của chúng ta để ngày hôm nay chúng ta ra đây, dù có vất vả, có muộn hơn thời gian một chút, nhưng mà điều chúng ta mang về thì nhiều hơn là chúng ta mang đến. Chúng ta xin lòng thương xót của Chúa, xin Đức Mẹ và bốn thánh tử vĩ đại Hải Dương nhận lời của chúng ta. Lễ hôm nay là lễ trọng, cho nên có tin tin kính, và chỉ có cái lễ truyền tin thì trong tin tin kính khi đọc đến câu bởi các đức Chúa Thánh Thần, thì xin mời cộng đoàn chúng ta quỳ gối, mời cộng đoàn chúng ta đứng.